Chào mọi người, thì hôm nay mình sẽ quay một cái video về cái cảnh mà người ta thay máy tàu biển. Thì đối với những ghe mà họ sử dụng những cái máy mà chạy thời gian lâu rồi, cái máy nó không còn tốt nữa, hoặc là cái máy nó không có đáp ứng được cái công suất, thì một số chủ ghe họ sẽ thay cái máy đó đi, mua cái máy khác công suất lớn hơn đỡ thay vào cho chiếc ghe của họ. Thì những cách người ta thay máy là họ sẽ tháo trên cái mui lầu của họ, tháo ván ra, rồi sau đó họ cẩu cái máy lên, cẩu cái máy cũ lên và đưa cái máy mới về vào cái khoảng trống ở trên mui lầu, dán lót ở trên mui lầu. Nhưng ở chiếc ghe này mình quay thì họ tháo ở cái khu vực đó, nhưng một số ghe thì họ đưa từ sau lái đưa tới vẫn được ha. Thì đó tùy theo cái mỗi chiếc ghe chúng ta thấy cái cách nào thuận tiện thì ta làm thôi. Đó, bây giờ sẽ đang cẩu cái máy cũ lên. Cái máy này là đơ 22 thủy, 6 đơ 22 thủy, 6 Mitsubishi đơ 22 thủy. Máy này hiện tại là nó đang gắn với cái ghe này, nhưng ghe này 18 mét, thì so với cái công suất của cái máy này gắn lên chiếc ghe này là nó không đáp ứng được cái công suất đâu, bởi vì ghe 18 mét thì gắn máy đơ 22 thì nhỏ lắm. Bây giờ họ sẽ thay cái máy này đi và ráp một cái máy khác với công suất 700 mã lực. Sao ra cái máy đơm 2 thủy chịu trong khoảng thời gian 8 năm cho cái ghe này một sự chịu đựng kinh hoàng thôi. Bởi vì cái máy đơm 2 thủy trước kia mua thì họ cũng đã mua máy bãi rồi, máy bãi từ bên Nhật về chứ không phải là mua máy thùng mới nha. Thường thì khi chúng ta thay máy thì chúng ta phải thay cả hộp số với tay quạt và láp. Ít khi có cái máy nào chúng ta thay mà chúng ta không thay tay quạt với láp á, từ những cái máy nó trên là công suất không nhiều thôi. Bởi vì khi chúng ta thay máy thì cái máy lớn cho nên đòi hỏi cái tay quạt và cái láp chạy nó phải lớn. Một số cái máy lớn thì cái chiều dài của nó cộng thêm cái chiều rộng của nó thì nó to hơn, nhưng ta phải sửa sang ở trong cái khu vực hầm máy rất là nhiều. Và chiếc ghe này theo được mình biết là thay cái máy mới, một cái máy thủy gồm cả hộp số và tay lát thì khoảng hơn 800 triệu ha, một số tiền rất là lớn đối với ngư dân đầu tư về biển, số tiền quá lớn luôn. Còn cái máy đơm 2 này cùng với cái hộp số của nó, với cái tay láp của nó, sau khi chúng ta thay ra thì chúng ta bán lại với giá rất là rẻ. Theo mình nghĩ thì nó dao động từ 5-70 triệu tới 100 thôi, tùy theo chất lượng của máy nữa. Đây, bây giờ mình sẽ quay cái máy đơm 2 thủy sau khi chúng ta cẩu từ trên chiếc ghe lúc nãy xuống ha. Mình quay cận cảnh cái máy cho mọi người xem. Đơm 2 thủy sau 8 năm sử dụng, và máy này trước kia là máy mua bãi tại Sài Gòn. Ở bên Nhật nó cũ, nó bán gì vậy các bạn? Đơm 2 thủy có turbo, họ sử dụng nhìn cũng còn khá là mới á. Chỗ này chắc có lẽ xài kỹ. Máy này được một chiếc ghe bên cạnh mua lại luôn mọi người ơi. Đó, chiếc ghe đó là mua lại cái máy này luôn, mua lại cái máy này cộng cả tay láp luôn. Giá bao nhiêu mình không rõ, nhưng mà cái máy này còn khá là kén, cộng thêm tay láp nữa thì theo mình nghĩ nó cũng nằm cái giá, nó dao động cái khoảng 100 triệu á, bởi vì tay láp thì cũng hết 30 triệu rồi, cộng thêm tầm cái máy nữa thì nó nằm khoảng cả 100 triệu. Còn chiếc ghe này là chiếc ghe mà mua lại cái máy của chiếc ghe lúc nãy, bây giờ nó sẽ cẩu cái máy này ra đem về bán phế liệu, bởi vì chiếc ghe này nó sử dụng cái máy công suất còn nhỏ hơn nữa. Thì qua video này mọi người thấy là những người đi biển á, đối với những cái máy mà họ đã sử dụng tầm từ 7 năm trở lên đó, thì họ có bắt đầu họ sẽ thay máy dần dần, bởi vì cái máy trước kia chúng ta mua về nó chỉ mới chứ không phải là máy đập thùng nha mọi người. Chúng ta ngư dân Việt Nam đa phần là chúng ta sử dụng cái máy hàng bãi của Nhật về thôi, hàng lai niêu, hàng giống mới, chứ không phải là máy mới, máy được làm mới lại thôi. Chứ máy đập thùng thì nó mắc tiền lắm, cho nên là qua quá trình sử dụng khoảng tầm 7 năm độ lên thì họ bắt đầu thay máy dần dần rồi. Còn những cái máy nào nó cũ nhưng mà công suất nó còn đáp ứng được cho tàu thì họ vẫn giữ lại. Thì cái video này mình làm thì nó cũng thông thường thôi, nhưng mà đối với một số người không phải là đi biển hoặc một số người chỉ làm công việc trên bờ thì đây cũng là một cái thông tin thắc mắc, cho nên là cái video này nó chỉ bổ sung một cái điều gì đó cần thiết đối với một số bạn ha. Chứ những bạn nào mà chúng ta đi biển hoặc quý anh chị nào chúng ta đi biển á, thì những cái điều này nó quá quen thuộc trong cái cuộc sống của anh chị rồi, thì chúng ta cứ xem chơi ha, không có cần gì phải thắc mắc nhiều ha. Xin chào mọi người tại đây nha.